Thân ái chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mục Sở Thị. Mình là Dũng đây. Và đặc biệt hôm nay là trên tay mình đây, đó là một chiếc siêu phẩm đến từ thương hiệu Okitel. Đó là một chiếc điện thoại cực kỳ độc đáo tại thị trường Việt Nam vừa mới xuất hiện. Đó là chiếc Okitel WB21. Đây là một chiếc smartphone siêu bền pin khủng có hai màn hình. Sau đây mời tất cả các bạn sẽ cùng với mình, chúng ta sẽ trên tay khui hộp Mục Sở Thị chiếc smartphone siêu bền pin khủng của Okitel đó nha. Nào, let's go. Vâng, và hiện tại đây trên tay của mình đó là nguyên một chiếc hộp của chiếc Okitel WB21 đầu tiên tại thị trường Việt Nam, vừa mới được smartphonestore.vn nhập về để cung cấp cho dân công nghệ nói chung và dân yêu smartphone siêu bền pin khủng nói riêng nhân dịp Noel cũng giống như là đón chào năm mới 2023. Ở đây chiếc hộp của nó. Rồi, sau đây mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp. Đó, ten. Hàng mới cho nên nó hơi rít tí. Đó. Và đây. Đây là chiếc Okitel WB21. Theo máy là gồm có một cái cáp sạc nhanh. Đó là Type-C. Và đặc biệt đó là một cái cốc sạc nhanh 66W. Đó, cốc sạc nhanh 66W nha. Đó, cổng là Type-C luôn. Và đây là chiến binh của chúng ta. Đó, đây là chiến binh của chúng ta. Đây là chiến binh của chúng ta. Đây. Quá đỉnh luôn. Đây là chiếc Okitel WB21. Đó, 8 nhân nè. Camera là 64 megapixel nè. RAM là 12GB, ROM 256GB. Đó. Màn hình 6.78 inch Full HD cộng. Pin khủng 9800 mAh. Android 12. Có bảo mật vân tay. Màn hình cường lực nè. Siêu bền IP68 69K nè. Tiêu chuẩn quân đội luôn nè. Đó. Và có hỗ trợ NFC luôn nha. Đó, đây một chiếc điện thoại cầm rất là nhỏ gọn ha. Không có bự lắm, không có hầm hố lắm. Đó, đây là bên cạnh bên hông. Cạnh bên hông gồm có là nút này là nút để truy cập nhanh ứng dụng. Đây là khe cắm SIM. Thì để mở ra chúng ta chỉ cần bật ra đây kéo ra. Đây là khe cắm là 3 trong 2, tức là có thể sử dụng là 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ nhớ ha. Đó, nhấn vô đây. Đóng lại. Rồi. Viền này là viền kim loại nha. Đó, viền kim loại. Và trên này là loa. Đó. Bên hông đây là nút này nút hỗ trợ chuyên chụp hình dưới nước. Đó, đây là nút nguồn. Đây là nút volume tăng giảm, thì nút nguồn là nó có nút nhận dấu vân tay ở trên nút nguồn này luôn. Đó, đây là màn hình của nó. Và đặc biệt đó là cái màn hình phụ phía dưới này, đó là nó có hiện cái đồng hồ nè. Và đó, có thể cảm ứng để nghe nhạc nè. Đó, có thể để vào chế độ chụp hình nè. Đó, để vào chế độ chụp hình nè. Đó, quay lại. Đó, nghe nhạc, đồng hồ. À, coi la bàn. Đó. Coi la bàn. Đó. Mình selfie nhưng mà sử dụng camera xịn là camera 64 megapixel phía sau. Đó, có đồng hồ báo. Có thể điều chỉnh được nghe nhạc. Đó, đó là một cái sự độc đáo của cái smartphone siêu bền pin khủng WB21 hai màn hình này. Đó là độc đáo ở điểm này nè. Đó, màn hình phía sau là có thể cảm ứng được. Đó, rất là nét nha. Đó. Và camera là bộ 3 camera. Đây là 64 megapixel. Đó, 2 camera phụ. Đây là cổng này, cổng hồng ngoại để chụp ban đêm ha. Đó. Rồi. Đó là một chiếc smartphone. Hello. Wi-Fi là cực đỉnh luôn. Wi-Fi là khỏi phải chỉnh luôn. Một sở thị thì màn hình Full HD cộng cho nên là cực kỳ nét luôn. Đó, cực kỳ nét luôn ha. Đây là camera.
Thì đặc điểm của camera này đó là nó có chế độ là camera này có chế độ là chụp ban đêm bằng hồng ngoại và hỗ trợ quay phim ban đêm bằng hồng ngoại luôn. Hồng ngoại thì chúng ta sẽ chọn này. Đó, chọn tính năng là mặt trăng nè, đó là quay phim bằng ngoại thì nó sẽ là chuyển qua chế độ là trắng đen. Là hồng ngoại. Quay phim cận cảnh. Hỗ trợ quay phim cận cảnh ha. Hỗ trợ quay phim cận cảnh để xa thì nó mờ nè. Nhưng mà quay cận là cại nè, chúng ta sẽ thấy được cận cảnh luôn. Đó. Đó, quay phim là quay phim, hỗ trợ quay phim góc rộng luôn nha. Đó, hỗ trợ quay phim góc rộng, chụp ảnh cũng vậy. Chụp ảnh cũng là góc rộng, cận cảnh và hồng ngoại luôn. Đó, hồng ngoại. Thì chức năng hồng ngoại là y chang như là cái dạng mà camera hồng ngoại vậy đó. Đúng không? Nhà ai nào mà có gắn camera hồng ngoại thì có thể chúng ta sẽ biết được là gì. Nếu mà khi mà trời tối mà tắt đèn tối thui thì chúng ta vẫn có thể là quan sát được mọi vật ở bên trong bóng đêm. Và nếu mà chế độ chụp 64 thì chúng ta sẽ vào đây là chụp 64 ha. Chụp 64 megapixel ở đây và hỗ trợ những tính năng chuyên nghiệp khác như là Pro nè, chân dung nè, GIF nè, chụp toàn cảnh nè và chụp trắng đen, đó có đầy đủ. Rồi. Đó là tất cả những cái gì liên quan đến cái con Oukitel WB21 đang cực kỳ hot tại thị trường Việt Nam hiện nay, và hầu như tất cả các trang tin và trang báo công nghệ nào cũng đều đề cập đến cái con này nhân dịp cuối năm này. Nói chung là một cái chiếc sản phẩm như này thì nói chung là vô cùng độc đáo, vô cùng kinh điển, vô cùng đẹp luôn ha. Giờ mình có nhiều bạn người ta nói là tại sao mình trên tay mình không có mở miếng dán ra, thì ngày hôm nay mình sẽ trên tay mở miếng dán ra luôn để tất cả các bạn sẽ dễ theo dõi ha. Này, miếng dán nó dán. Đó, khui siêu nè. Đó, vừa lòng chưa? Đó, khui siêu luôn. Để nhìn cho nó màn hình nó cho nó bá cháy bộ két. Đó ha. Đó, đó là màn hình. Cực đỉnh chưa? Đó, camera đây. Camera beauty đây. Đó. Hình ảnh camera 64 megapixel đây. Đó ha. Cực kỳ nét. Đây, ba chế độ quay phim chụp hình. Đó. Đây là chế độ cận cảnh nè. Thì để xa thì hơi mờ, nhưng mà chúng ta sẽ để gần lại thì rất là nét. Thấy không? Đó. Màn hình phía sau. Đó, để nghe nhạc nè. Để chụp ảnh nè. Chụp ảnh nếu mà camera trước đó, của nó thì chỉ 20 megapixel thôi. Camera trước của nó chỉ 20 megapixel thôi. Cho nên nếu mà chúng ta muốn chụp hình mà camera 64 megapixel thì chúng ta sẽ sử dụng camera sau, thì chúng ta sẽ vô tính năng này. Và chụp hình thì nó sẽ nét hơn. Ha. Rồi. Đó. Còn nếu mà chúng ta chụp hình camera trước này thì cũng được. Không có gì. Đó, thấy không? Nó cũng nét vậy. Ok. Nét căng luôn á, 20 cái sao mà. Ok. Rồi. Như vậy mình đã trên tay khui hộp một sở thị chiếc Oukitel WB21 smartphone siêu bền pin khủng. Vô cùng độc đáo với hai màn hình. Đó. Cực kỳ độc đáo luôn. Vừa có mặt tại thị trường Việt Nam. Nếu các bạn có gì thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới nha. Mình sẽ làm clip chia sẻ tất cả các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.